trường Trung học phổ thông chuyên Hữu Khoa Nghĩa, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tuyển sinh vào lớp 10. Hữu Khoa Nghĩa, Bùi Hữu Nghĩa, 1807-1872. Mấy bài giỏi quá. Mày đưa tổng như như tình lên đi con. Lớp 10 chuyên toán, chỉ số là 34 em. Đi đầu là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô La Thị Ngọc Ánh. Tập thể lớp 10 chuyên toán mang đến trường chúng ta với câu khẩu hiệu: chuyên toán không phán đoán. Tiếp theo tiến vào sân lễ là tập thể lớp 10 chuyên tinh. Lớp 10 chuyên tinh, chỉ số là 34 em. Đi đầu là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô Lê Quỳnh Mỹ Tiên. Lớp 10 chuyên tinh mang đến cho chúng ta với câu thơ: gặp em ở con sông Đà, đi qua đi lại hỏi nhà em đâu, em cười rồi bảo tôi rằng nhà em nằm ở lớp 10 chuyên tinh. Tiếp theo tiến vào sân lễ là tập thể lớp 10 Duyên Văn Bột. Đừng khi mang bản thân kéo nhau về, buồn phiền kể gọi nhau vẫn cuối cười. Bao lâu giờ đây cũng tìm nhầm, cũng đã quá lâu. Lớp 10 Duyên Văn Bột, chỉ số là 35 em. Đi đầu là giáo viên chủ nhiệm của lớp, thầy Trịnh Minh Tuấn. Tập thể lớp 10 Duyên Văn Bột mang đến cho chúng ta với câu khẩu hiệu: Duyên Văn không ngại khó khăn. Người nào gửi cho mặc thêm áo mây mà gặp lại còn vẫn xưa. Chúng ta thấy thì không nhớ em thôi, như một chồng mười năm xưa thôi. Nếu như có thể em gặp đến tôi, dù hôm nay là quên mỗi tương lai, người nào đây thì vẫn nhớ em thôi, để gặp lại người quá đi thôi. Tiếp theo tiến vào sân lễ là tập thể lớp 10 Chuyên Văn 2. Lớp 10 Duyên Văn 2, chỉ số là 35 em. Đi đầu là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô Lê Thị Ngọc Dào. Tập thể lớp 10 Duyên Văn 2 mang đến cho chúng ta với câu khẩu hiệu: văn toàn kết và never chết. Tiếp theo tiến vào sân lễ là tập thể lớp 10 chuyên sử địa. Lớp 10 chuyên sử địa, chỉ số là 35 em. Đi đầu là lớp giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô Trần Thị Bé Chính. Tập thể lớp 10 chuyên sử địa mang đến cho chúng ta với câu khẩu hiệu:
tử địa truyền kỳ, không lì không phải chủ địa. Chiều đưa hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi canh giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trời mặc thêm áo mây, mà gặp lại trời vẫn như xưa. Chỉ có thể khi không nhớ anh thôi, như chàng mình làm thiếu thế. Nhưng như có đêm mai ngọt chân tôi, dù hôm nay là quên bố lắm chân bài. Tiếp theo tiến vào sân lễ là tập thể lớp 10B1. Lớp 10B1 chỉ số là 42 em. Đi đầu là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô Tô Thái Ngọc Dung. Con đi trời mọi hôm nghe náo mềm. Ôi hôm nay kịp nhau. Tập thể lớp 10B1 mang đến cho chúng ta với câu khẩu hiệu: sinh ra để tỏa sáng. Mà gặp lại chẳng vẫn như xưa. Cuối cùng tiến vào sân lễ là tập thể lớp 10B2. Lớp 10B2 chỉ số là 42 em. Đi đầu là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Tập thể lớp 10B2 mang đến cho chúng ta với câu khẩu hiệu: xây dựng đạo đức, phát triển tài năng và rèn luyện nghị lực. Mà gặp lại tình vẫn như xưa. Nhưng khi có và vừa rồi là phần chào đón các học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào trường chúng ta. Đoàn trường cũng xin thông báo luôn là sau khi mà chúng ta đợi tình hình ở sân trường ổn định, các em học sinh sẽ thu dọn ghế. Thì cụ thể có hai loại ghế, ghế cây thì đã được sắp theo hàng và bố trí bảng lớp. Các em học sinh chỉ cần nhìn vào bảng lớp nào thì chúng ta đem vào lớp đó. Thì ví dụ như lớp 10 quá thì các em sẽ gom ghế cây của lớp, cái hàng 10 quá đem vào lớp 12 quá. Đó là thứ nhất. Trường hợp của lớp 10 anh 1 và 10 anh 2, ghế cây là tổng hợp của nhiều lớp nên các em sẽ nhìn vào cái đánh dấu ở phía sau của cái ghế cây và chúng ta đem vào phòng và lớp cho đúng. Đó là ghế cây. Còn về ghế nhựa thì sau khi mà giáo viên chủ nhiệm điều động thì học sinh sẽ xếp và thu dọn ghế nhựa lên thành chồng và cử đại diện đem lên trên phòng đoàn.